nói chung là cùng làm việc với tôi trong những năm qua, về đây để cùng chung vui với tôi, chia buồn với tôi. Như tôi đã chia sẻ hồi nãy cho nhau, tôi đứng được ở đây là niềm hạnh phúc lớn cho bản thân tôi, cho gia đình tôi. Thì tôi nghĩ rằng tôi không được đứng đây đến giờ này, nhưng mà đã được đứng đây với gặp lại các thầy cô, các bạn bè của tôi trong ngày hôm nay, và đó là niềm hạnh phúc rất lớn lao rồi. Và qua cái buổi họp mặt hôm nay, có đầy đủ các bạn bè, các đồng nghiệp, các em của trường, thì đó là không có gì bằng. Những hình ảnh này tôi mãi mãi ghi vào tâm và luôn luôn nhớ. Mặc dù tôi đã về hưu, nhưng tôi cũng đã hứa là tình bạn bè vẫn không bao giờ chia cách, vẫn luôn luôn gần gũi, thương yêu, chia sẻ, động viên nhau, làm những người bà tốt trong tương lai. Như vậy thì rất là vui. Qua những tình cảm mà các đồng nghiệp, các bạn bè đã dành cho tôi, thì tôi không biết là nói gì hơn. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Chúc các thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, vững bước trên con đường sự nghiệp của mình. Và rồi một ngày nào đó thầy cô cũng tôi cũng được hân hạnh ngồi đó chúc phúc cho các thầy cô được về hưu như tôi. Xin chân thành cảm ơn. Tôi rất là vinh dự khi được nhà trường mời về tham gia cái buổi gặp mặt cũng như là chia tay cô Đinh Thị Hạnh. Thì kính thưa các thầy cô và quý vị đại biểu, về để mà kể cái công lao của cô ra thì chắc chắn là mình kể không hết đâu. Bởi vì 24 năm thì chắc chắn là 23 chuyến đò. Bởi vì 23 chuyến đò này á thì các thầy cô giáo, đồng nghiệp của các trường mà cô Anh đã công tác, cũng như là các thế hệ học sinh trong 23 chuyến đò đó sẽ là người ghi nhận và đánh giá cái công lao của cô đóng góp trong ngành giáo dục là chính xác nhất. Đối với cá nhân tôi thì về tham dự cái buổi ngày hôm nay thì không có gì hơn chúc cô Anh về với gia đình thì sớm là coi như là có cháu đàn, bảy con rồi đây có cháu đàn và coi chăm sóc đàn cháu của cô là được mạnh khỏe, hay ăn trong lớn. Lại tiếp tục là các động viên làm sao là các cháu là nối nghiệp của bạn. Thì cũng không có gì hơn là em với cả cái vậy là có một cái món quà, cũng không biết mua gì thì tặng cô là món quà nhỏ thôi. Cô nhân đường Thank you.
biểu những cái lời tấm thiện cảm của ba mươi người một bài cũng dạy tắt biểu lưu lại tắt lưu lại đi và các cái vòng việc này của anh hôm nay thì không có nói gì hơn đó là hết sức là cảm động và thấy một cái buổi chia tay hôm nay rất là hoành tráng thì tin chắc rằng của anh của chúng ta hết sức là xúc động và mỗi thầy cô chúng ta ai cũng trong tâm hồn của chúng ta ai cũng chờ đợi những ngày hôm nay như cô như của anh phải không ạ? Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô, thì nói về công lao 24 năm của cô anh thì coi như là cống hiến cả cuộc đời trẻ của mình dành cho sự nghiệp giáo dục. Thì nhân tiện hôm nay thì thay mặt cho ban cha mẹ học sinh của tiểu học 2, phụ huynh của tiểu học 2 xã Nghĩa Đức thì xin chân thành cảm ơn sự cống hiến hết sức là cao cả đó của cô. Thì những cái gì mà công lao của cô thì mấy thầy với cô thấy cũng chúng ta cũng đây cũng nhìn nhận cũng biết rồi, cũng nói thật sự tâm tư tình cảm của mình rồi. Thì luôn tiện hôm nay thì không có gì hơn xin chúc cô luôn luôn sức khỏe, về hưu khi nào có một tuổi đi môn. Dạ, đó là xin chân thành cảm ơn. Chúng ta buổi chia tay của chúng ta hôm nay được thành công tốt đẹp. Thì nhân tiện hôm nay thì ban cha mẹ học sinh cũng có một món quà nho nhỏ để gửi tặng đến cô để làm một chút kỷ niệm trong thời gian cô công tác với trường để lấy tình cảm với ban cha mẹ học sinh của tặng cùng tiết học hai chúng ta. Thì mời cô. Mời hai anh còn lại lên luôn đi. Anh băng ai dạ quà là nhỏ chứ từ 300 mấy phụ huynh trong này á. Đây cũng là cái niềm hạnh phúc trong một gia đình chúng ta. Em đây cũng là cái sự ghi nhận là của mọi người chúng ta là hoàn thành nhiệm vụ của người lao động đối với xã hội. Thì bản thân á thì cũng đại diện cho chị em ở Việt Nam tổ 4 năm thì ghi nhận những gì trong quá trình gần với cô anh. Trong những ngày tháng mà nói chung ở bản thân á, thì luôn được là tình duyên có nhiều với cô anh. Ra trường á, là năm 95 thì cô anh đã cùng là cùng ở tổ và hai chị em cũng đã là từng đạt chuyến xe chia sẻ những cái phương pháp dạy học lúc đó là lớp 20 năm. Và sau này cô anh đã không đã được chuyển trường về làm thì cũng là gặp gũi với cô anh. Thì cũng lấy sao tỉnh thì cũng luôn là kể cả với cô anh. Bây giờ đi dạy chỗ khác nữa. Những cái niềm vui nỗi buồn thì chắc lẽ là không thể chia tả hết được. Nhưng cô anh dạy cũng cỡ 7 năm. Bản thân là học hỏi ở cô anh rất nhiều. Thì cũng như cô Trang, chủ tịch công đoàn cũng đã là cho thấy là cô đã cống hiến nhiều trong sự nghiệp trọng nghề. Và những tràn đầy những cái tình cảm tốt hơn chị nữa. Thì cô mong rằng là cô anh đón nhận những cái tình cảm của tổng ba. Mời cô anh. Mời tổ 23 lên luôn à. Mời các thành viên của tổ 23 lên đây luôn. Đưa hoa chứ. Đưa hoa mình giữ à. Hoa là cầm để cho nó đẹp thôi chứ. Tổ 32 à. Hãy bước lên trước đi, mấy thầy cô lên trước một xíu để lấy cái này. Tao đấy. Thì 24 năm. Đừng có khóc nghe. Nói chung là vui buồn thì đều trải qua hết thì cũng như tâm sự những cái chia sẻ của công đoàn của tổ 4 năm, tổ 23 thì tổ 1 cũng giống như vậy ha. Thì cô anh về hưu thì tổ cô thành lập tổ 1 thì không có gì hơn, xin chúc cô là về an
kỷ niệm cô Bé Hương thì mời tổ mẫu đi nước theo cái xe ba gác có đó chứ. Đường tổ hai ba. Có một nhiều quà đó. Đứng lên phía trước cho đi. Đứng lên phía trước này thầy con này xịt lên cho. Chụp ăn. Một người chơi. Bây giờ